Tại sao tìm ra được màu sắc cá nhân lại quan trọng? Rất sang, nhìn chung quy lại là một cái thần thái tỏa sáng và nổi bật một cách rất tự nhiên. Chi phí mình bỏ ra là khoảng tầm 2 triệu. Không có bôi bố chất thắt cái gì lên được, không có make up, không có personal color, không có quần áo gì nó che đậy được cái đấy. Kênh TikTok này mình muốn recommend cho mọi người. Kể từ khi mình áp dụng cái phương pháp thì mình không còn bị ám ảnh về cân nặng. Ta-da! Mặc dù nó không phải cái gì thần thánh quá, chia sẻ cách sử dụng chai này một cách hiệu quả, ai nên dùng, ai không nên dùng. Một món đồ make up đã thay đổi cuộc chơi make up của mình trong năm nay. Hello, xin chào mọi người, lại là mình May đây. Và đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp cuối năm thì May Chan sẽ lại làm video glow up. Và năm nay thì mình sẽ nói về những mảng, những mẹo làm đẹp mang tính bước ngoặt trong năm 2023 của mình. Và trong video này thì sẽ không chỉ có mẹo mà còn có cả những sản phẩm mà mình cực kỳ yêu thích, mà mình chỉ chọn lọc những cái sản phẩm nào mà thực sự đem lại sự thay đổi rõ rệt và mình cảm thấy wow nhất năm 2023 này thôi. Nên là mình rất mong là video này sẽ có ích cho cả nhà. Và năm nay thì vẫn giữ tinh thần như mọi khi, chúng mình cùng nhau trở nên tốt hơn, đẹp hơn và tự tin hơn mỗi ngày. Ok, thì đây không chần chừ gì nữa, chúng mình hãy cùng đi thẳng vào bố cục của video này nhé. Video này sẽ bao gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên mình sẽ đặt tên là vibe, cái vibe đó. Phần thứ hai sẽ là cơ thể và phần thứ ba sẽ là gương mặt. Trong mục 1 vibe thì mình sẽ nói về hai thứ. Thứ nhất là màu sắc cá nhân và thứ hai là thần thái. Mục 2 cơ thể thì mình sẽ nói về quản lý cân nặng hình thể và vấn đề trị mụn cơ thể. Ở mục 3 gương mặt mình sẽ nói về cải thiện mặt lệch và một món đồ make up đã thay đổi cuộc chơi make up của mình trong năm nay. Đó thì về cơ bản bố cục video, mục lục của video là như vậy. Cả nhà hoàn toàn có thể tua video này và tua ngay đến phần mọi người quan tâm nhé. Ok, vậy thì bây giờ cùng nhau chính thức bước vào nội dung của video nào. Đầu tiên, personal color, màu sắc cá nhân. Việc xác định được màu sắc cá nhân đã tạo nên một bước ngoặt trong quá trình làm đẹp, quá trình tìm ra phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Nên mình quyết định để mục này ở mục đầu tiên của video. Vậy thì đầu tiên, personal color, màu sắc cá nhân là gì? Màu sắc cá nhân là một nhóm màu sắc phù hợp nhất với từng cá thể. Bảng màu này có thể được xác định dựa vào màu da, màu tóc, màu mắt và những cái màu khác trên cơ thể của mình. Ồ, vậy thì tại sao tìm ra được màu sắc cá nhân lại quan trọng? Thứ nhất là bởi vì khi mình biết được màu sắc cá nhân thì mình sẽ biết được bảng màu nào nịnh mặt mình nhất, và từ bảng màu này chúng mình sẽ có thể tìm được quần áo, phụ kiện, tông màu make up, màu tóc, màu len sao cho hòa hợp với tông da và gương mặt của chúng mình nhất. Và khi diện những món đồ này thì gương mặt của chúng mình sẽ trở nên rạng rỡ và có sức sống hơn, các đường nét trên gương mặt cũng sẽ sắc nét hơn, và một điểm cộng nữa là ngay cả những khuyết điểm cũng sẽ được làm mờ đi nữa. Và lý do thứ hai là chúng mình sẽ tránh được bảng màu chúng mình không hợp, từ đó đưa ra những quyết định mua sắm đúng đắn hơn, và chúng mình cũng sẽ tự tin khi chúng mình đưa ra những quyết định về phụ kiện, style make up, vân vân. Chung quy lại thì bảng màu sắc cá nhân này sẽ là một trong những yếu tố quan trọng giúp chúng mình đạt được phiên bản tỏa sáng nhất của bản thân. Tuy vậy thì việc xác định được màu sắc cá nhân thì lại không hề đơn giản, tại vì có rất là nhiều bảng màu chia thành các mùa các thứ, đòi hỏi chúng mình phải có kiến thức, khả năng quan sát và phân tích cùng với rất nhiều trải nghiệm nữa. Và chính bởi vì như vậy nên đối với những bạn mới nghe cái khái niệm này thì mọi người sẽ có thể hơi bị choáng ngợp, hơi bị hoảng một chút và rất là dễ nản nữa. Bản thân mình thì cũng như vậy thôi, nên là mình sẽ có một vài lời khuyên tổng hợp thành 3 cách như sau nha. Cách 1, tự tìm hiểu và trải nghiệm. Mình đã tổng hợp lại những video bổ ích xoay quanh chủ đề này và mình sẽ để phần mô tả nhé. Những cái video mình tìm được và tổng hợp thì sẽ bao gồm cả những video bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài nữa. Nhưng mà cả nhà yên tâm là ngay cả những video tiếng Hàn hay tiếng Anh thì mình cũng đã chủ đích tìm những video có phụ đề tiếng Việt và là phụ đề dễ hiểu. Nên là bạn nào mà quan tâm thì hoàn toàn có thể xem được một cách dễ dàng. Đặc biệt với content bằng tiếng Việt thì mình có tìm được content của chị tên là Hạc Sa. Chị có những cái video rất là hay và bổ ích về chủ đề này. Video của chị giải thích rất là kỹ và có nhiều ví dụ dễ hiểu, và đặc biệt điểm cộng là video bằng tiếng Việt nữa là sẽ dễ hiểu hơn cho người Việt mình, đúng không? Ngoài ra thì về chủ đề personal color này thì bằng tiếng nước ngoài có rất là nhiều video mọi người ạ. Nhưng mà cho bạn nào chưa biết thì YouTube có phần tự động dịch, nên là mọi người có thể làm theo hướng dẫn của mình ở trên video nhá. Mọi người tìm cái phần CC, mọi người ấn vào xong rồi chọn phụ đề. Một vài video có sẵn phụ đề tiếng Việt rồi thì mình chọn tiếng Việt, còn không thì mình vào cái phần auto translate, dịch tự động, để mình tìm tiếng Việt thôi. Cái phần dịch tự động này thì nó sẽ không chuẩn xác 100%, nhưng mà ít nhiều thì mình vẫn sẽ hiểu được. Đó là đầu tiên mọi người có thể tìm được những video ở trên mạng hoặc là ở phần mô tả của mình nhá. Tiếp đến thì trong quá trình tìm hiểu, mọi người nên có một cái sự chuẩn bị nhất định. Ví dụ như là để mặt mộc này, mặc một cái áo sáng màu, một cái áo màu trắng, ngồi ở nơi có điều kiện ánh sáng tốt, đặc biệt là ánh sáng trắng. Như bây giờ mình đang ngồi thì ánh sáng nó hơi vàng vàng thì không chuẩn lắm đâu. Mình nên ngồi trước gương và có cả giấy bút để mình ghi chép lại, hoặc là có một cái gương để bàn như thế này cũng được, để mình nghe, mình học, mình tìm hiểu đến đâu là mình nhìn vào mình luôn, thực hành luôn á, xem là tông da của tôi liệu là như thế nào đây, lại liệu là tông ấm hay tông lạnh đây, thì mình nhìn trực tiếp vào luôn và mình vỡ ra một cái gì đó là mình ghi chép lại. Hay là mình nghe đến đâu mình không hiểu lắm, mình vẫn còn thấy hoang mang, thì mình cũng ghi lại luôn để mình tìm hiểu thêm. Và đặc biệt là nếu mọi người rủ được bạn bè ngồi học chung, ngồi tìm hiểu chung thì cũng rất là hay. Thứ nhất là vui, thứ hai là có người khác nhìn cho mình ý, thì mình sẽ có thêm được những cái nhận định khách quan để tổng hợp lại tất cả, tìm ra được cái đáp án chính xác nhất, cái màu chuẩn nhất với mình. Và sau khi chúng mình đã có kiến thức rồi, có một cái nhận định ban đầu rồi, thì chúng mình sẽ tiếp tục bằng những cái trải nghiệm hàng ngày của mình với những màu sắc, với những màu phụ kiện, màu quần áo, màu make up, để chúng mình tìm ra được bảng màu cá
nhân phù hợp nhất và chuẩn xác nhất. Ok, và đối với cách 1 này thì mình rất khuyến khích mọi người làm bởi vì hai lý do sau. Lý do thứ nhất là đây là một quá trình giúp chúng mình trau dồi cả kiến thức lẫn kỹ năng. Cái gì thì cũng là học thôi, nên là học làm đẹp, học về personal color, màu sắc cá nhân thì cũng là chúng mình đang nạp thêm kiến thức vào người. Và kèm theo đó thì quá trình tìm hiểu này cũng sẽ rèn cho chúng mình kỹ năng tìm tòi, thu thập kiến thức, suy luận và áp dụng lý thuyết vào thực hành. Và đương nhiên là kỹ năng này thì sẽ có ích cho nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống nữa. Lý do thứ hai khiến mình recommend cách này là không ai hiểu bản thân chúng mình bằng chúng mình và không ai có nhiều trải nghiệm với bản thân chúng mình như chúng mình. Nên là khi chúng mình có một cái kiến thức nhất định về mảng này thì chúng mình có thể kết hợp với trải nghiệm và tự tin đưa ra được cái lựa chọn mà chúng mình thấy là chuẩn xác nhất. Cách thứ hai, tìm đến các chuyên gia và các dịch vụ test màu sắc cá nhân. Sở dĩ mình nhắc đến cách này sau bởi vì tuy là cách này rất là nhanh, rất tiện và dễ hơn cách 1 rất nhiều, nhưng mà có chi phí khá đắt đỏ. Và hiện tại như mình được biết thì ở Việt Nam chưa dễ tiếp cận cho lắm, chưa có nhiều những cái dịch vụ như thế này cho lắm ở Việt Nam mình ấy. Ở những thành phố lớn thì có thể tìm được, nhưng mà hầu hết ở những cái vùng khác thì hơi khó tìm, đúng không? Đặc biệt là đây là một cái dịch vụ còn đòi hỏi cái người chuyên gia đấy phải có đi học bài bản để có chứng chỉ các thứ nữa. Nên là bảo mọi người đi test màu sắc cá nhân thì cũng không dễ như là nói. Cá nhân mình thì đã đi test personal color màu sắc cá nhân này ở Hàn Quốc rồi. Chi phí mình bỏ ra là khoảng tầm 2 triệu thì mình test ra cái tông màu cá nhân của mình là Cool Tone Light Summer. Cá nhân mình sau một thời gian dài trải nghiệm thì mình thấy là đây là một kết quả đúng và mình cũng thấy cái đồng tiền mình bỏ ra rất là xứng đáng. Nên là nếu mà các bạn đang xem có khả năng chi trả này, xác định đầu tư và biết được một cái chuyên gia nào đó hay là ở một chỗ nào đó cung cấp dịch vụ uy tín thì mình nghĩ là mọi người hoàn toàn nên đầu tư cho cái phi vụ tìm màu sắc cá nhân này. Cách 2 này cũng rất là ok nha. Và chúng mình thì đến với cách 3 là cách mà mình nghĩ là tối ưu nhất, amazing, good job nhất. Đó chính là kết hợp cả hai cách trên. Ngay cả khi đi test ở ngoài, đi tìm đến chuyên gia, đi tìm đến những cái dịch vụ ngoài kia ấy, thì cũng có khá trường hợp là test ra không chuẩn, hoặc là chỗ này test ra một kiểu, chỗ kia test ra một kiểu khác. Nên mình nghĩ là dù ít dù nhiều chúng mình cũng nên có một chút kiến thức và có một cái chút nền tảng gì đó để chúng mình có thể dựa vào trải nghiệm hàng ngày để xem xét xem là thực sự cái tông màu nào hợp với mình. Mình biết là nghe đến đây thì cũng hơi mệt mệt đấy, nhưng mà mọi người tin mình đi, nó rất xứng đáng. Nó không chỉ giúp cho mình cảm thấy đẹp hơn mà còn thấy tự tin hơn rất nhiều. Mỗi ngày mình ra đường, mình quyết định mọi thứ, mình cảm thấy tự tin hơn á, và cũng giúp mình đưa ra được nhiều những cái lựa chọn mua sắm thông minh hơn nữa. Nên là mình highly recommend mọi người tìm ra màu sắc cá nhân của mình nha. Cố lên! Và mảng thứ hai mình muốn nhắc đến ở trong mục vibe này, đó chính là thần thái. Càng lớn càng gặp nhiều người hơn, và đặc biệt là được gặp nhiều người đẹp hơn, nhiều người thu hút hơn, thì mình lại càng để ý một cái điều là thần thái nó cực kỳ quan trọng. Không biết là trong cuộc sống của mọi người có những người như này không nhá. Mình nhận thấy là người này, nếu mà nói về cái nét, đường nét khuôn mặt ấy, thì thực sự là người ta cũng không phải là có những cái đường nét quá hoàn hảo như vậy. Nhiều khi những cái đường nét của người ta không đúng với những cái chuẩn mực cái đẹp bây giờ ấy, nhưng mà người ta có một cái gì đấy rất hay, người ta có một cái gì đấy rất đẹp, rất năng lượng, rất là thu hút, rất sang. Nhìn chung quy lại là một cái thần thái tỏa sáng và nổi bật một cách rất tự nhiên. Hoặc là thần thái của người ta có một cái gì đấy rất là dễ mến, dễ gần và mình rất là thích ý, kiểu mình bị hút bởi người ta ấy. Đó, cái đó chính là thần thái đó mọi người. Và để có được một cái thần thái tự tin, một cái thần thái xa, một cái thần thái dễ gần, dễ mến, đáng yêu ấy, không phải là một cái chuyện dễ dàng, mà mình nghĩ là cần một cái sự học hỏi và rèn luyện trong thời gian dài á. Và có cả những trường hợp mà có thể là tự nhiên sinh ra có một cái thần thái đi, nhưng mà nếu không rèn rũa, nếu không để ý thì có thể mất đi cái thần thái đó nha. Nhưng mà điều tốt là cái thần thái này chúng mình hoàn toàn có thể đạt được bằng việc cố gắng mỗi ngày học hỏi từng chút. Và đã gọi là thần thái rồi thì nó sẽ là những cái từ bên trong nó toát ra bên ngoài, những cái gì chúng mình suy nghĩ nó sẽ ra ngoài hành động và nó sẽ toát ra ở tất cả những cái cử chỉ nhỏ nhất chúng mình làm. Nên là đây là một cái mình cực kỳ quan tâm, mình cực kỳ muốn rèn luyện bản thân để có một thần thái kiểu sang chảnh, một cái thần thái đáng yêu, một cái thần thái dễ gần dễ mến. Nên là đây là một vài tip mà mình đã và đang áp dụng, mình cảm thấy hiệu quả và giúp mình có một cái thần thái tự tin hơn ngày trước nha. Ok, khá là dài mọi người ạ, mình phải viết ra. Nhưng mà mình thấy mấy cái này mặc dù dài rồi nhưng mà nó vẫn chưa đủ cơ. Nhưng mình cứ đọc cho mọi người nghe nhá. Thứ nhất là nhận thức được việc bản thân mình không hoàn hảo, còn rất là nhiều khiếm khuyết, còn rất là nhiều cái chưa biết. Mình chấp nhận tất cả những cái khiếm khuyết và cái sự không hoàn hảo đó và dần dần tìm cách khắc phục, tìm cách phấn đấu để trở nên tốt hơn. Thứ hai là ghi nhận những sự cố gắng, những cái điểm tốt của bản thân để tiếp tục phát huy. Thứ ba, không ngừng học hỏi, tự đặt ra những mục tiêu cho bản thân và theo đuổi chúng. Cá nhân mình thấy cái điều này giúp cho bản thân mình luôn luôn có một cái mục tiêu sống và luôn cảm thấy là mình đang sống có mục đích, nên là mình thấy yêu đời và vui hơn. Thứ tư là chăm sóc bản thân từ những cái nhỏ nhất, như là về khoản ăn uống này, cố gắng ăn uống đầy đủ lành mạnh, mình đang rất là cố gắng trong cái khoản này. Tập thể dục này, nếu mà mình không có thời gian mình đi gym, mình cố gắng mình đi bộ nhiều hơn một chút cũng được. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ này, skin care, hair care, ngoại hình của mình chỉnh chu. Nói chung là mình cũng rất là lười, thực sự mình rất là lười luôn, ra đường mình cũng không có lồng lộn gì đâu, nhưng mà ít nhất thì trông nó phải đến được một mức độ nhất định là nhìn gọn gàng chỉnh chu, nhìn nó sáng ấy, nhìn nó đừng có lộn thuộm là được đấy, chứ không cần phải lồng lộn, không phải make up, không phải gì đâu mà
chỉn chu gọn gàng là ok rồi đó, và vân vân, những cái chăm sóc bản thân cơ bản như vậy để chúng mình luôn luôn nên chú ý mình chăm sóc nha. Tiếp đến cái số 5 là một cái cực kỳ quan trọng, đó chính là biết ơn tất cả những gì chúng mình đang có. Thực sự mọi người ơi, mình nghĩ là cái lòng biết ơn ấy là một cái bí kíp lợi hại nhất để đạt được cái sự hạnh phúc và cái cảm giác bình yên, cảm giác đủ đầy trong tâm hồn ấy. Khi mà chúng mình cảm thấy hơi tiêu cực một chút, chúng mình chỉ cần chậm lại, chúng mình ngồi suy nghĩ về tất cả những cái điều nhỏ nhất chúng mình đang có thôi và biết ơn về chúng, thì bằng một cách rất là tự nhiên mình sẽ thấy sai sai khi mà mình than vãn ấy, mình sẽ bớt than vãn lại và mình sẽ cảm thấy ôi mình có rất là nhiều thứ, và cảm thấy đủ đầy hơn rất là nhiều, và từ đó mình tự nhiên mình tích cực hơn thôi. Nên là biết ơn nha, biết ơn, biết ơn. Và điều cuối cùng mình muốn nhắc đến đó chính là tôn trọng, đối xử tốt và học cách đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Thực sự là không có gì đẹp bằng lòng tốt của một con người. Những cái người tốt bụng, người ta có cái vẻ đẹp khác bọt lắm mọi người. Nên là mình cũng rất rất muốn nỗ lực mỗi ngày để trở thành một người tử tế, một người tốt ý. Mình không biết mọi người có tin điều này không, nhưng mình nghĩ là tâm sinh tướng là có thật ý. Ui, thật sự luôn, mình rất tin về điều đó luôn. Mình tin là bên trong tâm mình như thế nào ấy thì nó sẽ toát ra hết. Ngay cả nó chưa toát ra luôn, nó chưa lộ ra luôn, thì về lâu về dài, về dần về già nó cũng sẽ lộ ra ngoài hết. Nên là những cái hôm nào mà tính cách mình ngã cây, mình cáu bẳn, mình dở hơi dở hấp, mình bitchy đó, mình ấy ấy đó, là mình phải tự nhắc bản thân luôn tỉnh táo lại, mình chỉnh đốn lại, mình đừng như thế nữa. Nếu mình không muốn, thứ nhất là mình thành người xấu, là xấu bên trong, rồi dần dần kiểu gì nó cũng lộ ra ngoài đấy. Nên là thôi, chỉnh đốn ngay. Nói chung là cái tâm mình mà đã xấu thì nó sẽ xấu từ trong, xấu ra ngoài, không có bôi bôi chất chất cái gì lên được, không có make up, không có personal color, không có quần áo gì nó che đậy được cái đấy. Nên là mình cũng phải tự nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày. Nên mình cho nó vào mẹ làm đẹp luôn, tại vì quan trọng lắm luôn ấy, kiểu cái thần thái mà cái vibe của mình ấy mọi người. Thật sự đấy, mà không biết cả nhà có để ý được không, có những cái ngày mà cái bên trong mình nó không ok là nó toát hết ra bên ngoài luôn, là trong mặt mình trở nên xấu đi. Mọi người thử để ý xem, có khi là mọi người cũng sẽ thấy như thế đấy. Và thực sự là những cái mình vừa kể chỉ là một vài đầu dòng rất là vắn tắt thôi, còn rất là nhiều cái chúng mình cần phải lưu tâm mọi người ạ. Nhưng mà đây là một cái mục tiêu lớn và mình nghĩ là chúng mình sẽ phải theo đuổi cả đời, nên là cứ từ từ, từng chút một thôi. Mọi người yên tâm là nó rất xứng đáng. Đây sẽ là những điều đem lại cho chúng mình một vẻ đẹp chân thật mà không có make up đấy, như mình nói, không có make up hay là quần áo, không có một cái gì bên ngoài có thể giúp chúng mình có được. Và có một cái kênh TikTok này mình muốn recommend cho mọi người, mà dạo gần đây mình rất là thích cái kênh này, đó chính là kênh TikTok Ngự Long. Mình thích content của kênh này tại vì content của kênh này gợi cho mình nhiều suy nghĩ và nhiều chiêm nghiệm về bản thân mình cũng như là cuộc sống xung quanh. Cách dẫn dắt, cách chia sẻ và cách kể chuyện của chủ kênh là không biết tên này, anh ấy phải tên Ngự Long này, nhưng mà của chủ kênh thì rất là dí dỏm, rất là gần gũi và rất là thú vị. Nên là cá nhân mình thấy đây là một kênh hay, và chính ra đây là kênh trên mạng xã hội mình ấn tượng nhất trong năm nay, mình thấy có ích cho mình, nên là mình cũng mong sẽ có ích cho mọi người. Bạn nào mà chưa xem video nào của kênh này thì có thể xem thử 1-2 video xem có hợp không nhá. Ok, chúng mình cùng sang phần tiếp theo thôi. Xong phần vibe rồi, xong cái bên ngoài rồi, chúng mình đi vào những cái chi tiết hơn nhé. Đầu tiên sẽ là cơ thể. Ok, và ở mục cơ thể thì đầu tiên mình sẽ nói về việc quản lý cân nặng. Mình là một người, mình nói thẳng luôn là có một tuổi thơ ám ảnh về cân nặng và hình thể, cũng từng bị body shaming khá là nhiều. Điển hình là tên ở nhà mình là Cún, thì nó sẽ luôn luôn gắn liền với từ béo, là Cún béo. Nào cũng thế, Cún béo hoặc là Trang béo là mình bị nói rất là nhiều. Mà mình chưa từng kiểu mập quá hay là có bệnh lý kiểu béo phì các thứ đâu nhá, mà đã rất là ám ảnh như thế rồi, nên là mình cực kỳ hiểu những bạn có vấn đề về cân nặng, hình thể hay là rối loạn ăn uống vân vân, thì mình rất là hiểu tâm lý của các bạn. Thực sự là mình biết được là cái cảm giác nó tệ như thế nào ấy. Và bởi vì mình không muốn video này quá dài nên là mình sẽ không đi vào quá chi tiết cái chủ đề cân nặng, cách mình giảm cân, cái quá trình của mình, cái câu chuyện của mình như thế nào, mà mình chỉ chia sẻ phương pháp quản lý cân nặng mình đã áp dụng và có hiệu quả với mình. Phương pháp đó chính là intermittent fasting, là nhịn ăn gián đoạn. Phương pháp này thì có rất là nhiều thông tin ở trên mạng xã hội, ở trên Google, YouTube, vân vân, TikTok, nghĩa là ở đâu cũng có nhiều bạn đã áp dụng và thành công. Gõ dòng chữ intermittent fasting, nhịn ăn gián đoạn này lên trên mạng và tự tìm hiểu nhé. Lại một lần nữa thì mình rất đề cao tinh thần tự tìm hiểu, tự học hỏi, tự ghi chép, tự phân tích và đưa ra những cái kết luận cho mình. Nên là các bạn ở đây, bạn nào mà quan tâm thì trước hết là hãy nên tự tìm hiểu. Còn cá nhân mình thì nếu mọi người muốn mình kể thêm về trải nghiệm của mình thì cả nhà bình luận bên dưới. Chắc là tháng sau khi mình thi xong thì mình sẽ cố gắng mình làm luôn video về chủ đề này. Ok, và cái thứ hai mình muốn nhắc đến trong mục cơ thể này chính là mụn body, mụn cơ thể. Chắc là khi mà nhắc đến mụn cơ thể, mụn body thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến dùng cái sản phẩm gì để trị mụn đúng không? Thì mình cũng có dùng sản phẩm rồi, và cũng có rất là nhiều sản phẩm có hiệu quả ngoài thị trường. Nhưng mà hôm nay bỏ qua sản phẩm đi, mình sẽ nói về một cái nó kinh tế hơn và nó mấu chốt hơn, đó chính là tẩy tế bào chết và làm sạch body. Cái đấy nó mấu chốt nhất mọi người ạ. Cái mụn cơ thể của mình ngoài cái nội tiết tố ra, những cái đấy thì mình sẽ phải
tìm hiểu kỹ hơn, có thể là đi bác sĩ hay là uống thuốc hay là những cái sản phẩm gì lên để mình trị, thì đấy mình chưa nhắc đến. Nhưng mà cái cơ bản nhất là chúng mình phải làm sạch được da mình trước đã, đúng không? Tại vì nếu mà mụn cơ thể mà nó không vì hormone thì chỉ có thể là có một cái gì đấy làm sai trong cái quá trình làm sạch cơ thể, và có thể là làm sạch trước kỹ. Tại vì nhiều khi chúng mình chỉ xà phòng lên da như này thì nó không thể nào mà làm sạch được hết tất cả những cái bụi bẩn, những cái da chết còn ở trên da của mình. Nên chúng mình phải tập trung vào tẩy tế bào chết thật là kỹ và đều đặn nữa. Thì mình có một cái giải pháp này cực kỳ kinh tế mà mình tâm đắc nhất trong năm 2023 vừa qua, đó chính là, đợi mình một chút, mình sẽ đi lấy. Ta-dang! Chính là chiếc khăn tẩy tế bào chết này, khăn tẩy da chết. Mình không biết tên nó là gì nhưng mà mọi người cứ tra là khăn tắm tẩy da chết ý. Nó ra rất là nhiều, cái này mình mua 20k. Tại sao lại là cái này? Mình có lý do nha. Mình đã từng dùng rất là nhiều những cái loại găng tay tẩy da chết này, rồi những cái miếng hình vuông vuông này cũng có này, rồi bông tắm các thứ là mình dùng qua hết rồi. Nhưng mà mình, đây là cái mình tâm đắc nhất trong năm 2023 này. Tại vì cái mụn lưng ý là cái mình bị nặng nhất. Và dùng những cái kia ấy, mình rất là khó để mình ấy lên lưng không mọi người. Là làm thì vẫn làm được nhưng mà nó rất là khó ấy. Và mình sẽ bị làm qua loa, tại mình mỏi nên mình sẽ bị làm qua loa hơn và nó sẽ không kỹ được bằng. Và mình cảm giác là cái lưng của mình là một cái vùng mà chúng mình thường khó làm sạch nhất. Thì đây, rất dễ luôn. Mọi người ơi, nó rất dễ luôn. Đây, trời ơi, mọi người cứ làm như này khoảng 5 phút trong nhà tắm cho mình hàng ngày cho mình, chắc chắn là mụn lưng nó sẽ giảm, ít nhiều nó sẽ giảm. Và cái này nó lại có một cái độ massage nó không nhẹ nhàng quá mà nó lại không, cũng không mạnh quá, nó rất là vừa phải luôn. Đấy thì lên da của mình nó không bị rát da đâu, vừa phải thôi mà đảm bảo là nó không bị nhẹ hều quá để nó không làm sạch được những cái da chết ý. Tại vì da chết của chúng mình rất là nhiều, chúng mình không thấy thôi nhưng mà da chết rồi các thứ ghét ý, các thứ là rất là nhiều, nên là chúng mình phải làm sạch đều đặn. Và cái này thì mình cực kỳ tâm đắc, cọ cả những cái phần khác trên cơ thể nữa, những cái phần mà mình bị nhiều mụn thì mình cũng tập trung vào. Mình làm sạch mỗi ngày thì chắc chắn là sẽ cải thiện. Tại vì cá nhân mình là cải thiện vượt bậc luôn. Và nó vẫn có nhưng mà nó cải thiện hơn ngày trước rất nhiều. Và nó chỉ kiểu li ti vài nốt thôi. Chứ ngày xưa mình là full lưng mà bị nhiều lắm luôn ý, rất là kinh luôn ý. Ồ đấy, nên là mọi người có thể thử cái này nha. Cái này mình mua 20k ở Daiso Hàn Quốc, nhưng mọi người có thể mua trên Shopee cũng được, nhưng mấy chục nghìn thôi. Ok, cùng đi vào chi tiết hơn nữa, đó chính là gương mặt nhá. Cái đầu tiên mình sẽ nói ở cái mục gương mặt này, đó chính là chủ đề mặt lệch. Tại vì quá nhiều bạn hỏi mình đi, vì không biết sao mọi người hỏi mình. Trời ơi mọi người ơi, mặt mình cũng lệch mà, mặt mình lệch nặng luôn mà. Mặt mình là lệch bẩm sinh, lệch tự nhiên. Mặt mình lệch, rồi cái miệng mình còn lệch nữa. Nói chung là lệch nha, mình không hề đều. Nhưng mà thôi mọi người hỏi mình thì mình sẽ trả lời. Có cách cải thiện. Ngày xưa cái mặt mình nó lệch kinh khủng là bởi vì bẩm sinh đã lệch rồi, xong rồi lại còn nhai một bên, nằm ngủ một bên, có thói quen để tay như này thì bảo sao nó không lệch. Thế nên là bây giờ các bạn mà bây giờ đang mặt lệch ấy, thì mọi người trước hết mọi người nhai đều hai bên đi. Ví dụ như ngày xưa như này, bên mặt này mình rất to hơn bên này rất nhiều, to hơn rất nhiều. Và mình còn hay nhai bên này, nó còn to nữa cơ. Lúc mà mình phát hiện ra là cái việc mà mình nhai là mình đang tập, gọi là tập gym cho cái cơ mặt mình luôn á, là cái cơ mặt mình nó cũng sẽ to ra. Thì mình biết điều đấy xong, một tuần sau đó là mình nhai bên này thì tự nhiên cái mặt nó bắt đầu cân lại. Và từ đấy là mình cố gắng mình nhai đều hai bên. Có những lúc mình vẫn quên nhá, nhưng mà chú ý là mình phải nhai đều hai bên ý, thì cái mặt mình nó đỡ lệch hơn. Đương nhiên là vẫn lệch, tại vì tự nhiên nó đã lệch rồi. Và thực ra là cũng rất là hiếm người mặt đều chần chặn ý, hầu như là ai cũng lệch, nên là mọi người không cần phải tự ti quá đâu. Lệch với ít cũng được mà, có sao đâu. Cải thiện được đến đâu thì cải thiện thôi, còn lại thì vẫn là ở thần thái, mình tin là như thế. Ở đấy tiếp, đấy thì ngoài là nhai đều hai bên này thì là ngủ. Mọi người cố gắng mình ngủ thẳng đi, mình đừng nghiêng một bên, ngủ nghiêng một bên này nhiều ấy, thì ngày này qua tháng khác mà cũng sẽ khiến mặt mình bị lệch. Rồi để tay này mình cũng hạn chế để đó, thì mặt mình nó sẽ dần dần nó sẽ hài hòa lại, nó sẽ đều lại một chút. Nhưng mà không đều trần trặn được nha. Đều trần trặn thì mình nghĩ là phải đi thẩm mỹ hay là gì ấy, mà không cần thiết, thực sự không cần thiết, các bạn ơi, không cần thiết. Mặt ai cũng lệch hết nhá, không sao. Kính chân là chính cho đủ. Ok, tiếp đến ở gương mặt, đó chính là skincare. Là một cái mà mình rất thích, đặc biệt là trong năm 2023 này thì mình skincare gọi là chăm, không một ngày nào thiếu luôn. Ừ, không một ngày nào thiếu, dù nhá, dù mình có mệt như thế nào, dù mình có say ngốc cần câu hay là gì, mình cũng sẽ không bao giờ quên skincare. Thì đối với cái chủ đề skincare trong video club năm nay, mình sẽ muốn giới thiệu cho mọi người một món đồ mình tâm đắc nhất trong rất nhiều món đồ skincare mình đã trải nghiệm trong năm nay. Và wow nhất ở tất cả những cái yếu tố về trải nghiệm khi dùng, về hiệu quả, về hiệu ứng ngay sau khi sử dụng, vân vân. Thì đó chính là, ta-da, tinh chất Oxen của Jumiso. Thực sự là bạn nào mà theo dõi mình sương sương thôi chắc là cũng biết cái mối quan hệ của mình với chai này. Và những cái bạn nào mà theo dõi mình thường xuyên
xem YouTube của mình đều đặn thì cũng biết cái sự trải nghiệm của mình với chai này từ những ngày đầu. Là mình cũng dùng chai này từ tháng mấy? Từ tháng 3, tháng 4 năm nay ạ. Mình lúc đầu, ngay từ cái lần đầu tiên mình bấm ra, mình thử cái chất ấy, là mình không hề muốn dùng lên mặt mình một tí nào. Mình nói thẳng cái chuyện đấy cho mọi người nghe. Mình thấy cái chất đó như này này, mình không muốn dùng lên mặt mình một tí nào luôn. Mình thật là lần đầu mình mở ra, mình xịt ra tay ấy, sau mình đóng lại mà mình không hề bôi lên mặt luôn. Tại vì mình nhìn cái chất như này mình thấy rất là ghê ấy. Mình nghĩ là nó dính thì mình sẽ không thích ấy. Nhưng mà đúng là trong phim ấy mọi người, những cái đôi mà hay ghét nhau, hay chí chóe ấy, là cuối cùng lại yêu nhau ấy. Ừ. Mối quan hệ của mình với chai này. Tại sao mình lại chọn chai này là sản phẩm mình thấy wow nhất trong năm 2023? Là tại vì mặc dù nó không phải cái gì thần thánh quá đâu, đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu mình cần ở một cái chai tinh chất một cách trọn vẹn ấy. Ừ. Nó không thần thánh nhưng mà nó đáp ứng được những cái nhu cầu mình cần một cách rất là trọn vẹn, nên là mình thích nó. Và cái chai này thì cũng rất là viral dạo gần đây, nên là ở trong video này thì mình muốn chia sẻ cách sử dụng chai này một cách hiệu quả, an toàn và một vài lưu ý ai nên dùng, ai không nên dùng, thì mình sẽ cho mọi người xem ngay sau đây. Đây. Ok, bước đầu tiên là chúng mình rửa sạch mặt nha. Bây giờ mặt mình đã rửa sạch rồi, đang bị khô đây mọi người, mình sẽ phải dưỡng da luôn. Bước thứ hai sẽ là cấp ẩm cho da, bởi vì tinh chất oxen thì hoạt động tốt nhất trên nền da ẩm. Mình khuyên là ở bước cấp ẩm này mọi người có thể dùng một loại toner yêu thích hoặc là kèm với cả serum nữa. Cá nhân mình dạo này cực kỳ thích cái toner này, cũng của Jumiso mọi người ạ. Bạn nào mà dùng rồi thì chắc là sẽ hiểu tại sao một người da khô như mình lại thích cái toner này như vậy. Tại vì cái chất của nó ấy, nó kiểu sệt sệt ấy mọi người. Chất của nó sẽ hơi sệt sệt và nó cấp ẩm rất là tốt luôn. Nó cũng lành tính nhẹ dịu trên da nữa. Thì apply lên như này. Bôi lên một cái là cảm thấy da mình nó kiểu cấp cứu ấy, tại vì da mình mới sấy tóc xong rất là khô, làm dịu da tốt nha. Và có một cái điểm cộng đây, bao bì nó trông sẽ như thế này. Mọi người cứ tra toner Jumiso ấy, Waterful Hyaluronic, mình sẽ để tên ở trên video nha. Cái packaging của nó nhìn rất là lạ đúng không? Siêu tiện luôn. Mọi người cho lên mặt như này này. Các bạn nào mà da khô có thể layer nhiều lớp được nhá. Đấy, mình cứ trực tiếp mình thoa lên mặt luôn ấy. Mình không cần thiết phải dùng bông tẩy trang. Mọi thấy không? Thấm vào rồi này. Da mới có độ ẩm này, nhìn trông khỏe hẳn đúng không? Thì thực ra ở bước này, nếu mọi người mà đã dùng một cái loại toner cấp ẩm tốt rồi thì mọi người có thể là dùng luôn cái tinh chất oxen này cũng được. Nhưng mà mình muốn có thêm vitamin C vào routine skincare của mình nên là mình sẽ dùng thêm một loại serum vitamin C nữa. Cái này thì cũng là một loại serum vitamin C yêu thích của mình năm nay. Thực chất là nó không phải là một cái loại vitamin C mà dưỡng sáng nhanh đâu mọi người ạ. Chính ra là nó dưỡng sáng hơi chậm ấy. Nhưng mà tại vì nó rất là lành tính và nó nhẹ nhàng ấy, nên là mình chấp nhận là mình dùng nó lâu dài rồi dần dần da nó có sáng lên rồi nó mờ thâm cho mình từ từ. Da mình thì dùng vitamin C, mình không biết đâu, mình bắt đầu kết hợp vitamin C cũng lâu rồi ấy. Nhưng mà cứ dùng cái gì nó hơi nặng nặng một tí là da mình nó sẽ kích ứng luôn. Thế nên là mình cũng sợ ấy. Đấy, mình dùng cái loại này nó nhẹ nhàng thôi, nó cấp ẩm tốt nữa. Ở cái bước cấp ẩm này mọi người cứ dùng cái toner hay serum gì mọi người đang thích dùng. Quan trọng nhất là mình cấp ẩm lên để cho cái oxen này một lát nó lên mặt mình, nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất. Ok, bước 3, khi mà da mình đã có độ ẩm rồi thì mình bắt đầu dùng đến tinh chất oxen. Và ở cái bước này mình có một lưu ý là nếu mọi người chưa bao giờ dùng tinh chất oxen và chưa biết được là nó có thực sự hiệu quả trên da mình hay không, nó có hợp da mình hay không, thì thay bằng việc bắt đầu một cái chai to như này. Tại vì mọi người ơi, cái chai này mình dùng hơn nửa năm, 6-7 tháng rồi ấy, mà mình dùng rất là nhiều nhá, mà nó được hết được nửa chai này. Kiểu mỗi lần dùng mình chỉ cần 1-2 pump thôi ấy. Nên là thực chất một cái chai 140ml này mình thấy mình dùng rất là lâu luôn. Là để mà tiết kiệm hơn và để cho nó đỡ bị phí thì cả nhà có thể bắt đầu với một cái chai nhỏ như thế này. Cái này là bản mới ra của Jumiso. Đây, cái chai này ngày trước lúc mà mình mới thử thì chưa có chai này tồn tại nhá. Bản 50ml thì mình nghĩ là sẽ hợp với những bạn mới bắt đầu, mình thử xem là có hợp hay không. Và Jumiso thì mới upgrade lên cái phiên bản pump mới này nhá. Đây, hai cái pump này sẽ khác nhau, cái chai cũ của mình và cái chai mới nó sẽ có hai cái pump khác nhau. Mọi người nhìn đó, đấy, hai cái pump khác nhau này. Đấy, thì cái pump mới này nó sẽ tiết kiệm sản phẩm hơn và nó sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Thì phải thấy Jumiso nói là lắng nghe người dùng ấy, là thay đổi cái pump đi. Và bước tiếp theo, khi mọi người đã mua cái chai này về rồi nhưng mọi người vẫn chưa sử dụng bao giờ, lần đầu sử dụng, thì mọi người nên test dị ứng. Test dị ứng như thế nào? Thì rất là đơn giản thôi, mọi người lấy một ít ra. Xong mọi người sẽ bôi vào một cái vùng nào đó kín ở trên da, ở trên cơ thể của mình. Mình thì mình thường hay test ở cái vùng này, tại vì nó gần da mặt nhưng mà nó lại vẫn kín ấy mọi người. Thì nhỡ may nếu giả sử mình có bị dị ứng với thành phần nào đó ở trong đồ skincare thì mình sẽ xử lý được và nó sẽ không bị lộ ra, nó sẽ không ảnh hưởng đến ngoại hình của mình ấy. Hoặc là mọi người không thích test ở trên những cái vùng gần da mặt thì mọi người test ở những cái vùng như này, hoặc là trong cổ tay cũng được, thì nó kín. Và mọi người bôi lên, mọi người để ít nhất là một ngày, từ 24-48 tiếng, mọi người xem là nó có một cái phản ứng dị ứng nào không. Tại vì thực chất là cái tinh chất oxen này, những cái bạn nào mà bị dị ứng với sứa thì sẽ có cái khả năng cao hơn là bị dị ứng với cái thành phần oxen ở trong những cái em tinh chất oxen như thế này. Và mình nghĩ là cái việc test dị ứng này thì mọi người nên test với tất cả những món đồ skin care mọi người mới sử dụng, chứ không chỉ riêng gì cái oxen này, thì nó sẽ an toàn nhất, đặc biệt là đối với những bạn da nhạy cảm. Sau khi mình đã test xong rồi, mình đảm bảo là mình không có bị dị ứng với cái đồ này rồi thì mình sẽ dùng thôi. Bước tiếp theo sẽ là bắt đầu sử dụng, nhưng bắt đầu chậm rãi. Bắt đầu chậm rãi nha. Đây, mình sẽ lấy ra tay như thế. Texture nó như này mọi người. Nó sẽ
Nhìn nó hơi dính dính, hơi ghê ghê đúng không? Yên tâm, mình đã nói rất là nhiều lần trong các video của mình rồi. Cái này khi mà nó thấm vào da mình rồi, khi mà nó sét vào rồi ấy, nó lại rất là ráo. Nó không hề dính một tí nào luôn. Việc mình bắt đầu chậm rãi ở đây là khi mọi người mới sử dụng thì mọi người có thể dùng cách này hoặc là mọi người bôi lớp mỏng thôi. Mọi người đừng bôi lớp quá là dày ngay lập tức lên da của mình, sau rồi mình lại dùng liên tục ấy. Da mình nó đang bỡ ngỡ về những cái thành phần này. Tự nhiên mình dùng liên tục, mình ồ ạt quá thì nó có thể là dễ bị kích ứng hoặc là nó chưa quen ấy mọi người. Nên là đối với sản phẩm nào cũng vậy thôi, mọi người mới sử dụng thì mọi người bắt đầu chậm rãi, start slow. Bôi lớp mỏng trước, dùng cách này trước, dần dần mình tăng cái tần suất lên từ cách này sang dùng hàng ngày, rồi từ dùng hàng ngày có thể lên đến dùng 2 lần một ngày chẳng hạn. Đấy, thì từ từ chậm rãi và để cho da mình làm quen dần dần ha. Khi mà mới lên da thì cái này nó sẽ hơi dính dính như thế này. Nhưng mọi người cứ để cho nó set vào đi. Thì nó set vào nó cực kỳ ráo luôn. Nhiều khi á mình phải bôi đến 2-3 lớp ấy. Những cái hôm nào mà trời hanh khô ấy. Thế mọi người thấy không? Nó có một cái hiệu ứng glowy rất là đẹp nhá. Thì cái hiệu ứng này chính là cái hiệu ứng mình thấy wow nhất của sản phẩm, mình thấy ấn tượng nhất, giúp cho nó trở thành một cái món đồ skincare mình ấn tượng nhất trong năm nay. Đấy, bắt đầu ráo vào. Mọi người nghe cái âm thanh vừa nãy với bây giờ vào chạm vào da là khác nhau nhá. Vừa nãy lúc mà mình chạm vào da là nó có một cái âm thanh dính hơn, nhưng bây giờ này bắt đầu xét vào da là cái tiếng, cái sự dính của nó bớt đi, kiểu nghe cái tiếng mà mình biết ý. Bạn nào mà da khô này, ở thời tiết hanh khô hoặc là mình bôi một lớp mình cảm thấy cái độ bóng chưa ưng ý, mình chưa thấy căng bóng, thì hoàn toàn có thể đợi nó set vào lớp đầu tiên và mình layer thêm. Đây mình sẽ layer thêm cho mọi người xem nhé. Đây, bắt đầu set vào rồi này. Layer thêm, hoặc là layer thêm ở những cái chỗ mình muốn nó bóng thôi. Những cái chỗ nào mình thấy là da mình hay bị khô thì mình layer thêm ở riêng chỗ đó vẫn được. Đấy, thì mọi người hãy linh hoạt, mọi người hãy cảm nhận làn da của mình, mọi người hãy nhìn da của mình linh động, sử dụng nó theo đúng cái nhu cầu và đúng cái sự cần thiết của da mình ý. Đây là lúc mà mới bôi lên là cái tiếng nó dính dính này. Còn một lát nữa lúc mà mình chạm vào da nó sẽ khác. Đối với cái công dụng của cái sản phẩm này, nó không có gì nó quá thần thánh cả. Nó không phải kiểu bôi lên một cái mọi người da kiểu tự nhiên đẹp lồng lộn lên, thì nó không phải một sản phẩm như thế. Công dụng chính của nó là làm dịu da, phục hồi da, cấp ẩm cho da và có thêm năm loại peptide nữa, thì nó sẽ giúp tăng độ đàn hồi cho da và chống lão hóa. Và điểm cộng rất lớn của nó là cái finish, là cái hiệu ứng nó đem lại, tạo cho mình một cái hiệu ứng da căng bóng, glowy, nhìn trẻ trung tươi tắn hơn. Những bạn nào mà da bị nổi mụn, kiểu mụn sưng mà nó bị đỏ tấy lên ấy, thì mình thấy là cái này làm dịu da rất là tốt. Nhiều hôm nào mà mình đi nắng về da bị rát, bị đỏ hay là da bị kích ứng do dùng những cái sản phẩm nó không hợp, thì mình bôi cái này lên mình thấy là nó dịu rất là nhanh, trộn vía rất là hợp cái sản phẩm này. Ok, đây xem vào rồi này, nghe tiếng nó khác nha. Nghe tiếng khác nha, thực sự luôn. Mọi người ơi, rất là mê, rất là thích, rất là thích. Và ok, khi mà Oxy nó đã set vào rồi thì mình có thể kết thúc cái chu trình skincare của mình với một loại kem dưỡng mọi người yêu thích, dùng cái nào cũng được, thì mình khóa ẩm lại thôi. Bạn nào mà thấy da mình cần thêm nhiều độ ẩm thì bôi nhiều, và bạn nào thấy da mình đủ ẩm rồi thì mình bôi một lớp mỏng mỏng thôi. Ok, ta-da, vậy là mình đã skincare xong. Bây giờ thì mình sẽ nói đến một vài lưu ý cuối cùng. Đầu tiên, ai thì chưa nên dùng thử cái tinh chất Oxy này. Sau khi mình xem rất nhiều review về cái chai này thì mình nhận thấy một điều là những cái bạn nào mà có cái loại mụn này, gọi là fungal acne hay gọi là mụn nấm, thì thường cái tình trạng mụn nó sẽ tệ hơn sau khi dùng cái này. Và là tinh chất Oxy nói chung, nhưng chứ không phải riêng gì tinh chất Oxy của Chumiso, của những cái hãng khác, thì các bạn ấy đều không thấy hợp. Và nhiều bạn thì thấy là cái tình trạng mụn nó bị nặng thêm ấy. Thế nên là mình có một lời khuyên để cho yên tâm nhất đi, cho an toàn nhất, thì những bạn nào mà đang có những cái tình trạng mụn như thế này, những cái mụn nó kiểu là li ti xong rồi nó bị mụn ẩn ý, cảm giác như nó không có nhân để mình nặn ra được các thứ ấy, thì mọi người chưa nên dùng cái chai này vội. Mình nghĩ là mọi người trị mụn trước rồi mọi người sẽ thêm xét để dùng cái này sau cho nó an toàn đi. Tại vì có nhiều bạn nói như vậy quá ấy, thì mình cũng thấy lo ngại đúng không, cũng sợ là mọi người dùng nhưng mà mọi người lại bị cái tình trạng mụn nó tệ hơn thì sao. Tại vì là cái này thì nó làm dịu tốt cho những cái mụn viêm đỏ, những cái mụn nó bị sưng tấy, còn những cái mụn li ti thì mình thấy nó không có tác dụng gì cho những cái mụn đấy cả. Nên là thôi, để yên tâm nhất thì mình trị mụn trước rồi mình dùng cái này. Cái thứ hai là mình thấy rất nhiều bạn hỏi cái này có dùng được cho mẹ bầu không, thì tất cả đồ của Chumiso đều dùng được cho mẹ bầu, tại vì thực ra những cái đồ này đều rất là an toàn lành tính thôi. Tuy vậy thì Chumiso có khuyên nha mọi người là bởi vì cơ địa mỗi người mỗi khác, nên là mọi người hãy mang bảng thành phần của sản phẩm đến với bác sĩ để nhận tư vấn trực tiếp từ bác sĩ xem mà có nên dùng hay không. Tại vì thực ra là bảng thành phần của các sản phẩm này ở trên bao bì sản phẩm đều có này, rồi trên mạng cũng có rất là nhiều, nên là để yên tâm nhất thì mọi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ nha. Và đó là toàn bộ cách dùng cũng là lời khuyên của mình khi sử dụng cái tinh chất Oxy này của Chumiso. Mình nghĩ là cái chu trình này cả nhà có thể áp dụng khi mới sử dụng bất kỳ những cái sản phẩm nào để đảm bảo chúng mình sẽ có một cái trải nghiệm an toàn và tránh rủi ro nhất. Và mong là đã có ích cho cả nhà nha. Finish rất là đẹp, mình thấy ưng. Và đó là cách sử dụng hiệu quả cũng như là một vài lưu ý của mình về chai Oxy này của Chumiso. Mình chỉ muốn kết thúc cái mục này lại bằng một cái lời nhắn nhủ nữa thôi. Là nhiều bạn nói là vì mình mà chai này viral, vì mình mà chai này gọi là
hết hàng rồi. Vì mình mà chai này bị thần thánh tâng bốc thái quá lên thì mình cũng không biết, tại vì mình cũng chỉ chia sẻ cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Tuy vậy thì mình cũng cảm thấy ít nhiều có một cái trách nhiệm với các bạn đang xem nữa. Nên là mình muốn nhắc với mọi người là đừng mua một sản phẩm chỉ bởi vì nó hot. Thực sự là đừng chỉ mua một sản phẩm bởi vì nó hot ý, mà chúng mình nên có cái sự tìm hiểu của cá nhân mình. Thực sự mình đi đọc review, mình thực sự mình đi xem bảng thành phần, mình thực sự mình suy nghĩ xem cái nhu cầu của mình có đang cần cái này không, và rồi mới đưa ra cái lựa chọn. Tại vì tiền của chúng mình mà, chúng mình phải đưa ra lựa chọn thông minh và thực sự phù hợp trước, đúng không? Đừng chỉ vì nó hot mà mua nha. Như mình thì mình thấy dùng rất là hợp, mình thấy rất là thích, nên là mình chia sẻ. Nhưng mình biết là da mọi người mỗi khác, và đây nó cũng chỉ là cái trải nghiệm của cá nhân mình thôi. Nên là đấy, kết thúc lại là hãy suy nghĩ kỹ, hãy đọc review của những bạn, rất là nhiều bạn ngoài kia. Mọi người cứ lên, ví dụ như lên sàn Cam ấy, lên Shopee ấy, mọi người kéo hết review đi, mọi người đọc xem là da dầu dùng thấy ra sao, da khô dùng ra sao, mà da thường dùng ra sao, có lưu ý gì không, có ai chê không, tại sao người ta chê, vân vân. Để mình đúc kết lại một lần nữa, đó là cái sự tìm hiểu, đó là cái sự phân tích, và đó là cái sự đưa ra kết luận. Nên là đó, nhưng mà mình thích thì vẫn thích nha, vẫn yes, best skincare 2023 của Mây Chan. Chúng mình đã gần dần đến những bước cuối cùng, và sản phẩm cuối cùng liên quan đến make up best 2023 của Mây Chan. Thực sự là bước ngoặt trong cái quá trình make up của mình, thì đó chính là những sản phẩm đúng với màu sắc cá nhân của mình, là những cái phấn má hồng, son hồng, mà thậm chí hồng cánh sen. Mọi người ơi, thậm chí hồng cánh sen, hồng gọi là ngày xưa. Nếu thật, ngày xưa mà người yêu mình tặng mình những cái son như này ấy, là mình lườm cháy mắt luôn, là mình just chuối lấy. Thực sự là chưa bao giờ mình nghĩ trong đời mình sẽ có cái thể loại mà đồ make up nó hồng chóe lóe như này. Hồng gọi là hồng kinh khủng luôn. Thì chưa bao giờ nha, mình cũng là tín đồ của son đỏ gạch, rồi đỏ rượu vang này kia, rồi các thứ đấy. Và cũng rất là thích tông cam, nhưng mà khi mà mình biết được màu sắc cá nhân của mình là hợp với màu hồng ấy, thì mình đã thay đổi đồ make up, và mình thấy bây giờ cái màu này và cái phong cách này thì nó khiến cho bản thân mình phù hợp nhất với con người thật của mình, và mình cảm thấy tự tin nhất. Kiểu mình không biết mọi người có cảm nhận được không, hay có thấy được trên mạng xã hội của mình không, nhưng mình thấy rất là hợp với cái phong cách make up bây giờ, và đó là nhờ vào việc mình tìm ra được màu sắc cá nhân. Nên là yes, mình vẫn muốn một lần nữa nhắc lại đến màu sắc cá nhân. Và ok, cái món đồ đi, một món đồ thôi mà mình phải chọn là sẽ bước qua năm 2024 với mình, và mình rất là yêu quý nó. Nó là bước ngoặt trong cái quá trình make up của mình năm nay, đó chính là chì kẻ môi lip liner. Mình để ra đây sao không thấy ta. Ở đi stop. Đâu nhỉ? Hello cả nhà, cái video hôm trước mình quay nó bị lỗi, nên là mình sẽ tranh thủ demo nhanh cho mọi người xem luôn sức mạnh của chì kẻ môi. Thực ra là nếu mà dùng ở trên mặt đã make up thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà không phải ai lúc nào đi ra đường cũng make up đầy đủ, đúng không? Nên là mình sẽ test lên mặt mục luôn nhá. Mọi người để ý môi mình này, nó sẽ có những cái chỗ thâm thâm đúng không? Thì mình ngoài việc gọi cái này là chì kẻ môi ra thì mình còn hay gọi là chì khử thâm môi nữa. Mọi người xem nhá. Peach beige, kiểu màu da người hơi ánh đào á. Thì nó sẽ không hồng quá, không cam quá. Này mình tô à. Bạn nào mà thích cái môi mình nó hơi bự bự lên một chút, tạo cái hơi ứng nó hơi chúm chím, mà nó hơi kiểu hơi tiêm môi nhẹ nhẹ ấy, thì mọi người overline là tô nó hơi chớm chớm ra, căng cái môi ra cho dễ là. Bên chưa bôi, bên đã bôi. Thực sự là nó rất tự nhiên luôn, nhưng mà nó có khác biệt nha. Không biết là qua video mọi người thấy rõ cái sự đỡ thâm không. Mọi người thấy không? Bắt đầu môi mình nó có một cái nền hồng nhẹ nhẹ nhạt nhạt. Một cái nền như này rồi thì mình sẽ đánh son. Thường thì mình sẽ mix hai màu son với nhau, một cái màu dịu dịu hơn làm nền, màu hồng đậm hơn mình đánh lòng môi. Đó, sau khi mình đánh son xong rồi mình sẽ đi lại một chút vào đường cơ bản. Nếu bạn nào gặp cái tình trạng là đánh son và cứ son đi một đằng, môi đi một nẻo thì nó không ăn nhập vào với nhau. Đặc biệt là khi mình make up xong rồi mình thấy là cái môi mình nó vẫn cứ có cái gì đó sai sai, nó không được hài hòa với toàn bộ cái tông make up còn lại, thì mọi người thực sự là nên thử kiếm một cái chì kẻ môi hợp với mình nhá. Cá nhân mình thì thấy cái màu này mình đang dùng mình cũng khá là recommend này. Nó vừa hơi da người mà nó lại hơi có tí cam, tí hồng, mà nó lại hơi pha cái ánh nâu nâu, thì nhìn nó lại rất là chân thật.
qua video này thì nó cũng không chuẩn màu ngoài lắm đâu mọi người, nhưng mà đại khái là mình thấy màu này tự nhiên thì mọi người nên kiếm những cái màu tự nhiên như thế này. Mình là cool tone nhưng mình thấy mà dùng màu này vẫn rất là ok nhá, không cần thiết phải dùng đến tận màu hồng đâu, tại vì nhiều khi mình dùng cái màu hồng quá ấy, nhìn nó lại không tự nhiên, vì môi mình nó đâu có hồng quá như thế. Nhìn kiểu mọi người hiểu ý mình không? Mọi người cứ overlight là nhìn môi mình nó to hơn à, sau mình thêm xíu son bóng vào là nhìn trong tại hiệu ứng tiêm môi liền. Bạn nào mà tự ti vì môi mỏng thì cũng có thể thử cái phương pháp này. Mà nếu mà các bạn như mình môi có hơi to một chút, hơi chề một chút, thì mình lúc mình make up ấy mình sẽ che bớt đi cho môi nhỏ lại, và mình sẽ dùng cái chỉ cái môi này mình đi vào bên trong một chút để môi mình nó nhỏ lại theo ý của mình. Thì đó là môi to ra nhỏ lại thì rất là dễ dàng thôi. Chính vì thế nên đây là sản phẩm make up yêu thích nhất của mình trong năm 2023 này. Mình thấy wow nhất và đến tận bây giờ mình mới biết ý. Đó, mong là đã có ích cho mọi người. Mình không biết là những bạn khác có giống như mình không, nhưng mà mình đoán nhá, là nếu mọi người tìm được cái màu chỉ kẻ môi phù hợp thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ thích như mình thôi. Tại vì hầu như tất cả các make up artist hay là những cái chị đẹp ấy thì mình thấy đều dùng hết, chắc chắn phải có lý do đúng không? Nên là mọi người tham khảo thử nhá. Và cũng ở cái mục make up này luôn, và cũng là cái phần cuối cùng của video này trước khi kết thúc, thì mình muốn recommend một kênh, lại là kênh TikTok về make up, về tip làm đẹp và đặc biệt là tip make up mình thấy rất hay và ấn tượng nhất trong năm 2023 này. Đó chính là kênh của chị Thương, chị Flora. Ta-da! Sở dĩ mình chọn recommend kênh TikTok ở trong video này bởi vì mình thấy mọi người đang thích xem TikTok nhiều hơn, và xem TikTok thì cũng ngắn gọn hơn, có thể tiết kiệm được thời gian cho mọi người, nên là yes, kênh TikTok về mẹo make up mình thấy ấn tượng nhất trong năm 2023 này chính là ta-da! Thực ra chị Thương là bạn mình mọi người ạ, nhưng mà trước khi trở thành bạn mình thì chị là idol mình ở trên TikTok ấy. Kiểu thực sự mình là một trong những fan đầu tiên của chị nha. Từ hồi chị mới làm những video đầu tiên là mình đã xem, cứ xem liên tục, nó cứ hiện lên liên tục, là đến một thời điểm là mình phải ấn follow tại mình thích quá. Thì chị Thương là một người có học hành bài bản, đang học về make up và làm đẹp ở Hàn Quốc luôn, chị đi học đại học luôn á, nên là mọi người yên tâm về kiến thức của chị nha. Và ngoài ra thì khi mình chơi với chị thì mình cũng biết là chị tìm hiểu mọi thứ và chị gọi là tập tành những cái về kỹ năng make up mỗi ngày luôn á, nên là những cái mẹo và những cái video chị làm thì đều rất là thực tế và có ích, và nó đi thẳng vào vấn đề đó, nên là rất highly recommend. Wow, my friend, 10 điểm. Và đến đây là kết thúc video rồi. Mình thực sự mong là tất cả những gì mình chia sẻ trong video này đã có ích cho cả nhà, để mình chỉnh cái mic. Mong là đã có ích cho cả nhà nha. Sao đang nghe, mình đã mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị script cho video này, tại vì mình không biết là cái gì thực sự đáng để cho vào video ấy. Mình đã cố gắng chọn ra những cái tiêu biểu nhất rồi để không làm mất thời gian của mọi người. Nếu mọi người thấy video này có ích thì hãy bình luận cho mình biết nha, để mình cảm thấy yên tâm và vui. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hẹn gặp lại mọi người trong một video khác nha. Mình sẽ cố gắng làm nhiều những content bổ ích và thú vị hơn để mang lại được cái gì đó có ích và niềm vui cho các bạn đang ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người nha. Bye. Nhớ xem những kênh TikTok mình recommend nhá, mình thấy hay lắm, hay xứng đáng.